Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2015, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân miền Bắc cúng Tết ông công ông táo trong mưa rét. Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch phòng chống bệnh sởi năm 2015, trong đó phấn đấu sẽ khống chế hoàn toàn dịch bệnh này chỉ trong một năm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án liên quan đến vụ xe ô tô đâm người hàng loạt, những người đứng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào tối ngày hôm qua. Và trong phần tin quốc tế, chính phủ Mỹ đã xác nhận nữ nhân viên cứu trợ nhân đạo người nước này bị IS bắt làm con tin hồi tháng 8 năm 2013 đã thiệt mạng. Tổng thống Mỹ cũng dự kiến sẽ đệ trình quốc hội dự luật trao quyền tấn công IS. Hai người Việt nguy kịch trong tai nạn đâm xe liên hoàn tại Hàn Quốc xảy ra rạng sáng nay. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay thời tiết tại miền Bắc đã thay đổi khi trời chuyển mưa phùn ẩm ướt kèm theo sương mù dày đặc. Thời tiết mưa rét đã ảnh hưởng một phần đến hoạt động đi lại cũng như chuẩn bị Tết của người dân, nhất là hôm nay lại là ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Tết ông công ông táo. Tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng mua sắm các mặt hàng chuẩn bị cúng lễ tiến ông công ông táo giảm mạnh so với hàng năm, đặc biệt là mặt hàng cá chép vàng. Các thương lái dù đã xuống giá nhưng sức mua cũng rất chậm. Một phần nguyên nhân do điều kiện mưa rét, nhiều người ngại ra đường nên chuyển sang hóa cá chép giấy. Cũng vì vậy, người dân thủ đô đi thả cá chép sáng nay khá thưa thớt. Trong mưa phùn, gió bấc, nhiều người tiến hành công việc này cũng rất nhanh chóng. Nhiệt độ ngoài trời đo được sáng nay chỉ ở mức 14 độ. Đến chiều, trời giảm mưa nhưng nền nhiệt cũng tăng không đáng kể. Dạng thời tiết này sẽ được duy trì từ nay cho đến cuối tuần khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh gió Tây trên cao. Mưa phùn có xu hướng lan xuống miền Trung khiến nền nhiệt tiếp tục ở mức thấp. Việc dọn dẹp nhà cửa và đi sắm Tết chắc chắn sẽ không được thuận lợi. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tốt mang lại không khí đón xuân ngập tràn. Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày mà táo quân về trời, bẩm báo với Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong gia đình một năm qua. Với mong muốn các táo luôn giữ cho bếp lửa gia đình mình được nồng ấm và hạnh phúc, người Việt rất coi trọng việc thực hành cúng táo quân. Đây là một nét đẹp văn hóa đã có từ ngàn đời và ngày nay vẫn được nhiều thế hệ chúng ta gìn giữ, dù hình thức đã có nhiều biến chuyển. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ghé qua chợ mua đồ lễ để cúng táo quân. Không có thời gian nấu nướng cầu kỳ, mâm lễ của chị giản tiện đi nhiều với những đồ nấu sẵn như xôi, giò và hoa quả. Tuy nhiên, những đồ lễ truyền thống bắt buộc phải có như áo mũ hay cá chép cho các táo vẫn được sửa soạn đầy đủ. Các cụ ở nhà thì sắm rất là nhiều thứ, nhưng mình thì chỉ sắm được những cái thứ mà rất là đơn giản thôi, đó là bộ ông công táo này. Ba ông công táo bằng cá thật và hoa quả cũng như xôi rồi giò và hoa nữa. Theo truyền thống, lễ vật cúng táo quân bắt buộc phải có 2 mũ cánh chuồn dành cho các táo ông, 1 mũ không có cánh chuồn dành cho táo bà. Ngoài ra còn có 3 con cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý cá hóa rồng để đưa ông táo về trời. Sau khi cúng xong, người Việt thường hóa vàng đồ lễ và đem thả cá chép xuống sông, hồ hay giếng nước. Người Việt tin rằng táo quân quanh năm ở trong bếp nên biết hết mọi chuyện hay dở, tốt xấu trong gia đình. Việc cúng táo quân vừa là dịp để chúng ta nhìn lại bản thân trong năm qua, vừa là để cầu mong những điều may mắn trong năm mới. Để thể hiện cái lòng biết ơn với ông công ông táo đã giúp đỡ cho cuộc sống của gia đình mình trong sản xuất này, trong đời sống này, trong sức khỏe này, trong học hành này, vân vân. Nhưng đồng thời là cũng để báo cáo với ông công ông táo về những cái gọi là hoạt động và cuộc sống của mình để ông công ông táo lên báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế. Theo thời gian, nghi thức cúng ông công ông táo đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cũng như nhiều phong tục truyền thống khác của người Việt, thường trọng tinh thần hơn trọng vật chất. Trong lễ cúng táo quân này, người Việt không chuộng mâm cao cỗ đầy, mà sự thành tâm trong thực hành nghi lễ mới chính là yếu tố giúp cho phong tục tốt đẹp này của dân tộc sống mãi trong cộng đồng.
Mỗi năm thì câu chuyện về ý thức của người dân trong việc xả rác bừa bãi ngày 23 tháng Chạp thường được nhắc đến rất nhiều và thậm chí có năm còn rất nhức nhối. Tuy năm nay tình trạng này đã được cải thiện, song tại nhiều điểm thả cá, một lượng lớn túi ni lông vẫn vứt tràn lan, gây mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường chung cho các hồ, ghi nhận của nhà phóng viên VTC14 tại Hà Nội. Không phải là công nhân môi trường, nhưng sáng nay, chị Nguyễn Thị Hương Bình đã tình nguyện dành thời gian thu gom lại rác thải ở Hồ Linh Đàm. Đây đều là những thứ mà người dân sau khi phóng sinh xong cá chép đã thản nhiên vứt lại. Cái hồ ấy thì là nên để cho cá nó sống thì nó sạch sẽ thì nó cũng giống như con người, cái môi trường nó sạch thì nó sẽ sống được. Thế nên là thấy nhìn những cái cảnh mà nó rác rưởi này tôi thấy rất là đau lòng, nên tôi muốn vớt cho coi như là để làm cho một cái tấm lòng mà để cho những cá nó được sống, nó được thoải mái hơn. Túi ni lông vứt tràn lan quanh bờ kè. Không chỉ thả cá mà ngay cả cho vàng mã, chân hương, hoa giả cũng được xả ngay xuống hồ, khiến vùng nước đen bờ đặc quánh lại. Nhiều con cá vừa xuống nước chưa kịp bơi đã chết vì ngộp thở. Đây là thủ đô mà trông cái cảnh tượng này thì mình rất là buồn, là trông nó không được sạch sẽ cho lắm. Tất nhiên là rác thì có thể tồn tại được nhiều nơi, nhiều lần. Vứt chứ không phải là riêng lần thả cá này là mà có rác. Càng về trưa, dòng người kéo nhau đến các hồ ao trong nội thành Hà Nội để thả cá càng đông. Những nơi có đội ngũ tình nguyện hướng dẫn thu gom và nhắc nhở như ở Hồ Tây, Hồ Thiên Quang, Ngọc Khánh thì môi trường đều khá sạch sẽ. Thực tế, trong số nhiều cơ quan bảo vệ môi trường, cảnh sát môi trường hầu như chưa có một đơn vị nào quan tâm đến vấn đề ý thức giữ vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trong những ngày Tết cổ truyền. Vậy nên, mức độ sông hồ ô nhiễm gia tăng là điều đã được cảnh báo trước. Cái ngày lễ hội của nước ta thì là những cái ngày mà mọi người rất là hay kèm theo những cái hoạt động về tôn giáo, và vì vậy thì rác thải cũng nhiều hơn rất là nhiều. Công tác quản lý và chế tài là rất quan trọng nhưng không đủ. Điều quan trọng bậc nhất là tất cả mỗi người dân của chúng ta đều phải có ý thức, và cái công tác nâng cao nhận thức, nâng cao tuyên truyền và tự giác của mọi người tạo ra một cái văn hóa môi trường, cái văn hóa ứng xử với môi trường, là ngay cả khi chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng như thế mình phải có cái sự bức xúc. Thả cá là truyền thống đẹp, mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Nhưng việc tặng kèm ni lông cho ông Công, ông Táo khiến hành động này trở nên xấu xí. Hồ Hà Nội ô nhiễm là điều ai cũng có thể thấy rõ. Tuy nhiên, ý thức và cải tạo môi trường Hồ Hà Nội thì không phải ai cũng làm được. Và việc xả rác bừa bãi ra hồ như thế này, một lần nữa minh chứng cho ý thức của người dân vẫn còn chưa cao. Thả cá ngày ông Công ông Táo là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt từ xa xưa. Vì những người ý thức kém thả cả túi ni lông và đồ thờ cúng đã khiến nhiều ao hồ bị ô nhiễm, bộ mặt thủ đô trở nên xấu xí, nhếch nhác. Trong khi nhiều người trong chúng ta có tâm lý xuê xoa bỏ qua, thì nhiều bạn trẻ và người nước ngoài đã có hành động thiết thực để thay đổi nhận thức người dân, góp phần cải thiện thực trạng này. Ngày 23 tháng Chạp, trong khi rất nhiều hồ ở Hà Nội ngập trong túi ni lông, rác thải, thì đoạn sông phía trên cầu Long Biên này lại may mắn thoát khỏi tình cảnh đó. Đó là nhờ sự nỗ lực của các bạn tình nguyện viên trong dự án Đường Táo Quân kêu gọi người dân không vứt túi ni lông và đồ thờ cúng trong ngày Tết ông Công ông Táo. Dự án bắt đầu từ năm ngoái với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên. Tiếp nối thành công đó, năm nay đường Táo Quân khởi động sớm và kéo dài thời gian hơn. Đạp xe tuyên truyền, dán poster hay tạo ảnh hưởng trên Facebook là những cách để gia tăng sự chú ý của cộng đồng. Và dù ít nhiều, ý thức của nhiều người đã bắt đầu thay đổi. Hôm nay mình rất cảm kích với sự hoạt động của các bạn trẻ, tại vì hôm nay là một ngày trời rất là mưa và lạnh. Đây là một hành động. Không chỉ dừng lại ở việc xin rác từ người dân, các bạn tình nguyện viên còn chủ động thu gom và phân loại rác ở xung quanh khu vực cầu Long Biên. Chúng mình sẽ chia làm 3 loại, thứ nhất là túi ni lông, thứ hai là cho vàng mã và thứ ba là bàn thờ cũng như là các đồ trang trí trên bàn thờ. Đối với bàn thờ, các đồ trang trí trên bàn thờ thì chúng mình sẽ hóa thành tro, sau đó mình sẽ thả xuống sông cùng với cả cho vàng mã. Nhiều người sẽ nghĩ là cho vàng mã
thả xuống sông nó bẩn, nhưng mà không phải, cho vàng mã khi đốt ra rồi thì nó cũng chỉ như là bùn lắng xuống đáy sông thôi, không có gì bẩn cả. Còn về túi ni lông thì chúng mình sẽ đem gom góp lại và gửi cho các cô công nhân vệ sinh môi trường để các cô ấy xử lý. Cũng trong sáng nay, Đại sứ Mỹ Ted Osius và Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh Rena Bitter cũng đã tham gia thả cá chép tại Hồ Tây. Dù đã ăn Tết Nguyên đán ở Việt Nam 3 lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông tham gia thả cá chép trong ngày Tết Ông Công Ông Táo. Ngoài ý nghĩa văn hóa, đại sứ cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về ý nghĩa của nghi thức này với môi trường. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm bảo vệ môi trường. Và như các bạn biết, chúng tôi không bao giờ vứt rác vào hồ. Chúng tôi chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là khi Việt Nam đang là một trong những nước bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã thực hiện các chương trình về bảo vệ nước sạch và môi trường ở các lưu vực sông như sông Mekong, nguồn cung cấp nước cho hàng triệu người dân Việt Nam. Và đó cũng là điều tôi muốn làm nhất khi tôi đến đây. Dù là những bạn trẻ chỉ mới 18, đôi mươi hay là ngài đại sứ từ nước Mỹ xa xôi, thì những hành động nhỏ của họ đã góp phần giúp cho phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc ngày càng ý nghĩa và trọn vẹn. Nếu như tục thả cá chép, tiễn ông công ông táo về chầu trời có thể gây ảnh hưởng đến môi trường, thì việc thắp hương hóa vàng mã trong những ngày này cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Thực tế, nhiều ngôi nhà từng bị thiêu rụi, nhiều gia đình bỗng chốc trở thành trắng tay chỉ vì thắp hương hóa vàng. Cầu mong an khang thịnh vượng ở đâu vẫn chưa thấy, mà cuối cùng lại rước họa về gia đình. Không hóa vàng tại khu vực riêng của gia đình. Không biện pháp che chắn. Còn ngõ nhỏ, mặc nhiên trở thành nơi cho chị Phạm Thị Vân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hóa tiền vàng cho ông công ông táo. Thế nhưng, đó lại là nơi mà chị Vân cho là an toàn. Mình chỉ lấy cứ mua ít thôi thì đốt chỗ nào nó không thoáng đấy thì mình cho vào mình đốt, nó không ảnh hưởng đến hàng xóm. Trong khi đó, với khoảng cách không quá xa, thì không ai dám chắc những tàn lửa này không bén vào vật dễ cháy ngay bên cạnh. Chúng ta chủ quan, chúng ta hóa vàng, chúng ta cứ để cho vàng mã hoặc là các tiền vàng các thứ cháy, sau đó chúng ta đi ra khu vực khác, dẫn đến là có thể là chỉ cần một ngọn gió thôi, thổi cái tiền vàng hoặc là các tàn lửa sang các khu vực xung quanh dễ cháy khác, rất dễ xảy ra cháy lan. Khu vực thắp hương thờ cúng có thể là nơi trang trọng nhất, thành tâm nhất của gia chủ. Nhưng không hẳn là nơi an toàn nhất. Ngọn lửa nhỏ có thể gây ra mối họa lớn. Chân hương hoặc các tàn hương này bay xuống phía dưới nó là vẫn còn nhiệt, khi đó sẽ vào các túi ni lông hoặc là các tiền vàng này rất dễ là gây cháy lan. Gia đình nhà chúng ta thường là có thể là sử dụng là cây đèn dầu, rất là đặc trưng đối với phong tục của người Việt Nam, hoặc là có thể có nhiều gia đình có thể dùng nến. Thế nhưng một đặc biệt lưu ý là trong cái quá trình mà chúng ta để cây đèn dầu, đúng không ạ? Chúng ta để cây đèn dầu, chúng ta phải đặc biệt lưu ý là làm sao để làm sao cho vững, để làm sao khi mà trong quá trình đèn dầu bị có đèn dầu, nếu mà chúng ta không để không vững là đèn dầu có thể dẫn đến bị đổ, thì dầu sẽ chảy loang ra bên ngoài và gặp các nguồn nhiệt, đây rất dễ xảy ra cháy. Hàng chục hecta rừng tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định xảy ra cháy lớn, khiến 800 người phải dập lửa cứu rừng trong suốt 14 giờ đồng hồ vào tháng 8 năm 2014. 8 căn nhà tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bỗng trơ khung sắt chỉ trong phút chốc vào tháng 2 năm 2013. Nguyên nhân đều là xuất phát từ việc thắp hương, đốt vàng mã thiếu cẩn thận của người dân. Hôm nay, người dân Trung Quốc cũng cúng ông công ông táo. Cũng giống như quan niệm của người Việt Nam, người dân Trung Quốc tin rằng ông táo sẽ lên trời để trình bày với thiên đình về những việc mình làm trong năm vừa qua. Tuy nhiên, về cách cúng thì có đôi chút khác chúng ta.
Vào ngày này, đồ cúng của người Trung Quốc khá đơn giản. Họ chỉ cần đi mua một bức tranh có hình táo quân về, rồi dán vào bức tường phía trên bếp, sau đó tiến hành các nghi thức cúng bái. Còn cầu kỳ hơn thì người dân địa phương thường cúng bánh Nian Gao, món bánh truyền thống của Trung Quốc có hình hoa sen. Món bánh Nian Gao được làm từ mật ong và đường, là nhằm tạo độ kết dính để ông táo ăn và bị dính mùi lại. Đây được ví là một cách các gia đình hối lộ thần bếp lên thiên đình, báo cáo những thành tích tốt để Ngọc Hoàng sẽ ban phát tài lộc cho cả nhà trong năm mới. Năm nào tôi cũng đi mua bánh mật ong để cúng thần bếp. Với hương vị ngọt ngào và bánh hình tròn, chúng tôi cầu mong một năm an lành và tròn trịa. Ở mỗi tỉnh thành địa phương lại có một ngày cúng khác nhau. Nhưng người dân ở khắp đất nước đều cúng ông táo để xua đi những đen đủi trong năm cũ và cầu mong những điều tốt đẹp và mới mẻ sẽ đến trong năm mới. Sau khi Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cam kết không cắt điện trong những ngày Tết, ngành điện miền Nam cũng vừa hứa hẹn sẽ cung cấp đầy đủ ổn định điện cho người dân trong dịp lễ lớn nhất trong năm nay. Theo đó, từ ngày 17 tháng 2, tức là ngày 29 tháng Chạp đến ngày 21 tháng 2, tức mùng 3 Tết, các điện lực trực thuộc không thực hiện các công việc trên lưới điện, cắt điện làm mất điện, phải bố trí lực lượng tổ chức trực sửa chữa điện 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết tại các đơn vị cũng như chuẩn bị đủ vật tư thiết bị, phương tiện sẵn sàng xử lý nhanh sự cố. Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC yêu cầu các công ty điện lực thành viên ở 21 tỉnh thành phía Nam thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh an toàn phòng chống cháy nổ, củng cố lưới điện để cung cấp điện liên tục cho khách hàng. Đặc biệt, ngành điện phải đảm bảo phục vụ tốt tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân. Ngoài ra, vấn đề cung cấp điện ổn định cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, bệnh sởi xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương, trong đó các cơ sở điều trị đã phát hiện, xét nghiệm và phát hiện 13 trường hợp dương tính với virus sởi, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Bắc Ninh. Trước diễn biến khó lường của dịch sởi và mùa đông xuân mưa phùn rất thuận lợi cho virus gây bệnh sởi phát triển, Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch phòng chống bệnh sởi năm 2015. Bộ Y tế đặt ra mục tiêu cho năm 2015 khống chế dịch sởi trên phạm vi toàn quốc, hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong, tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ vaccine sởi trên 95% ở quy mô xã, phường, thị trấn cho toàn bộ trẻ từ 1 tới 14 tuổi. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, không để xảy ra sai sót của cơ sở y tế trong quá trình tiêm. Các địa phương tổ chức tiêm vét vaccine sởi, đặc biệt tại các bản làng, thôn xóm, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine sởi đầy đủ cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Bộ Y tế cũng yêu cầu hệ thống tiêm chủng mở rộng trong cả nước tăng cường đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót của cơ sở y tế trong quá trình tiêm chủng, thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm vaccine. Trước đó, cuối năm 2013, đầu năm 2014, dịch sởi bùng phát và xảy ra tại tất cả các tỉnh, thành phố, ghi nhận 35.725 trường hợp xuất phát ban nghi sởi. Trong đó, 5.809 trường hợp mắc sởi xác định, 147 trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh sởi. Đối tượng mắc bệnh sởi chủ yếu chưa được tiêm vaccine sởi hoặc tiêm vaccine chưa đủ mũi, đặc biệt tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi đạt thấp trong những năm trước đây và những vùng có biến động dân cư cao. Lần đầu tiên, tỉnh Quảng Nam sẽ có chính sách hỗ trợ thường xuyên đối với người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị tại bệnh viện ung thư. Đây là chính sách nhân đạo nhằm giúp những người hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia khám chữa bệnh và duy trì cuộc sống. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu ở tỉnh này điều trị tại bệnh viện ung thư Đà Nẵng. Vì bệnh viện này không phải là bệnh viện công, nên theo quy định các đối tượng là người nghèo không được hưởng các chính sách. Các đối tượng này sẽ được hưởng các chính sách như hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú 34.500 đồng một ngày, hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện. Đối với các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không có bảo hiểm y tế được hỗ trợ với mức 0,2 lít xăng 1 km. Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế nhà nước thì sẽ thanh toán chi phí vận chuyển theo mức 0,2 lít xăng cho 1 km cho một chiều đi. Ngoài ra, tỉnh cũng có hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế với phần chi phí người bệnh đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên với mức hỗ trợ bằng 50% số tiền đồng chi trả nhưng không vượt quá 5 triệu đồng một người một lần khám chữa bệnh và hỗ trợ không quá 3 lần một người một năm.
Bệnh sốt rét, căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong lịch sử, nhưng vài năm trở lại đây đã quay lại hoành hành ở nhiều địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện huyện Krông-pa của tỉnh Gia Lai đang báo động về số lượng bệnh nhân mắc bệnh này. Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh này ghi nhận trên 400 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét. Trong đó, huyện Krông-pa là địa phương đáng báo động về bệnh sốt rét với gần 300 ca mắc bệnh. Qua điều tra về tình hình bệnh sốt rét tại huyện Krông-pa cho thấy, mỗi chuyển bệnh sốt rét tập trung chủ yếu tại các địa bàn gần rừng. Dù thời gian qua, ngành y tế địa phương đã tăng cường lực lượng cán bộ y tế thường xuyên xuống các buôn làng để phun dung dịch diệt muỗi và cấp miễn phí trên 11.000 chiếc màn tẩm hóa chất chống muỗi cho các hộ dân, đặc biệt tập trung vào các đối tượng thường đi rừng, làm rẫy gần rừng. Tuy nhiên, do ý thức phòng chống bệnh ở một bộ phận người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, nhiều người còn chủ quan nên tình trạng bệnh sốt rét trên địa bàn huyện diễn ra khá phức tạp. Mặc dù đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa xảy ra trường hợp bệnh nhân sốt rét ác tính dẫn đến tử vong, song nguy cơ là rất lớn khi mầm bệnh vẫn tồn tại trong cộng đồng. Lúc 19h30 phút ngày 10 tháng 2, một chiếc xe sang nhãn hiệu Audi do tài xế Nguyễn Duy Tân, 25 tuổi, điều khiển khi vào khu vực nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất đón người thân đã bất ngờ lao lên bậc thềm, tông vào hàng loạt người đang đứng tại đây. Nhiều người bị húc văng, trong đó có cả trẻ em. Bước đầu kiểm tra, tài xế Tân có bằng lái và không vi phạm nồng độ cồn. Còn người đứng tên chủ chiếc xe Audi là Nguyễn Quốc Cường. Do chưa xác định được thương tích của các nạn nhân và thiệt hại nên chưa dùng biện pháp tạm giữ đối với tài xế. Tại cơ quan điều tra, ngay sau khi gây tai nạn, Tân khá tỉnh táo cho biết đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe sang lao đi trong trạng thái mất kiểm soát, đâm và hất tung nhiều người. Có 11 người bị thương được đưa vào nhiều bệnh viện trong thành phố. Tình trạng của các nạn nhân không nghiêm trọng như thông tin ban đầu. Liên quan tới vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm các quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn này. Huy động lực lượng y tế nhằm cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn với khả năng cao nhất để giảm thiệt hại về người và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Vào ngày hôm qua, mùng 10 tháng 2, chính phủ Mỹ đã xác nhận Kayla Mueller, nữ nhân viên cứu trợ nhân đạo người Mỹ, bị tổ chức Hồi giáo cực đoan IS bắt làm con tin vào hồi tháng 8 năm 2013, đã thiệt mạng. Cuối tuần trước, gia đình của Kayla Mueller đã nhận được tin nhắn từ IS với nội dung bao gồm các chi tiết liên quan đến cái chết của cô. Sau khi tiến hành xác minh các nội dung trong thông điệp trên, tình báo Mỹ khẳng định con tin bị IS giam giữ đã thiệt mạng. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên tiếng xác nhận về cái chết của nữ nhân viên cứu trợ nhân đạo Kayla Mueller vào đêm 10 tháng 2. Nước Mỹ sẽ bắt những kẻ khủng bố chịu trách nhiệm cho hành động này phải trả giá. Trước đó, có thông tin cô đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Jordan nhắm vào một tòa nhà tại thành phố Raqqa, Syria hôm 6 tháng 2. Kayla Mueller bị IS bắt giữ hồi tháng 8 năm 2013 tại thành phố Aleppo, Syria khi đang rời khỏi một bệnh viện thuộc khuôn khổ chương trình Bác sĩ không biên giới. Gia đình nạn nhân cho biết họ cảm thấy tan nát sau khi hung tin về Mueller được chính phủ Mỹ xác nhận, đồng thời chia sẻ một bức thư được cô viết tay năm 2014 khi đang bị IS bắt giữ. Cô Mueller được biết đến là con tin người Mỹ cuối cùng bị các tay súng thuộc IS bắt giữ. Kayla Mueller sinh năm 1988 tại thành phố Prescott, tiểu bang Arizona, Mỹ, sau khi tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại trường Đại học Bắc Arizona vào năm 2009, cô hầu như dành trọn phần đời còn lại của mình cho các hoạt động nhân đạo. Vào ngày hôm nay 11 tháng 2, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đệ trình Quốc hội dự luật cho phép sử dụng vũ lực có giới hạn tấn công tổ chức Hồi giáo cực đoan IS với thời hạn kéo dài trong 3 năm. Quốc hội sẽ sớm tổ chức điều trần về vấn đề này và bỏ phiếu trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2. Được biết, dự luật này dựa trên sự điều chỉnh những nội dung của đạo luật năm 2002 trao quyền cho Tổng thống George Bush phát động cuộc chiến tại Iraq, đồng thời bao hàm các điều khoản về việc trao quyền chính thức cho Tổng thống sử dụng các lực lượng vũ trang trong đạo luật năm 2001.
Dự luật này cho phép Tổng thống sử dụng lực lượng đặc biệt và cố vấn quân sự, song không bao gồm việc sử dụng lực lượng bộ binh lâu dài. Tuy nhiên, dự luật không giới hạn về mặt địa lý đối với các chiến dịch tấn công IS. Nếu được thông qua, Tổng thống Obama sẽ có được sự chấp thuận chính thức của Quốc hội trong việc sử dụng các lực lượng Mỹ tấn công IS, đồng thời có thể tiến hành tấn công lực lượng phiến quân Al-Qaeda ở Yemen và Somalia bằng máy bay không người lái và bắn tên lửa. Để vận động cho việc thông qua dự luật, chính quyền Mỹ đã tổ chức một số cuộc tham vấn kín với các nghị sĩ chủ chốt của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về vấn đề này. Đến nay, Nhà Trắng vẫn từ chối thảo luận khung thời gian cụ thể hoặc chi tiết của dự luật trên, song nhấn mạnh những ngôn từ trong dự luật sẽ có nội dung đa nghĩa và cân bằng được quan điểm khác nhau giữa các nghị sĩ về sự cần thiết phải triển khai lực lượng bộ binh. Trong lúc những vụ bạo động và những cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Syria và Iraq, Trung tâm Đối phó Khủng bố Quốc tế Quốc gia Mỹ cho biết các chiến binh nước ngoài đang tràn đến Syria với một tốc độ chưa từng có tiền lệ. Các giới chức tình báo Mỹ giờ đây tin rằng hơn 20.000 chiến binh nước ngoài đã đổ vào Iraq và Syria, tăng đáng kể so với con số 16.000 hồi đầu tháng 11. Trong số đó có ít nhất 3.400 người đến từ các nước phương Tây và hơn 150 người là công dân Mỹ. Con số này vượt xa số khách du lịch từng tới Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen và Somalia vào thời điểm này 20 năm về trước. Trước đó, chính phủ các nước phương Tây đã bày tỏ quan ngại về luồng di cư của các chiến binh nước ngoài tới Syria thời gian qua. Trong khi đó, Tổ chức Hồi giáo IS cho biết sẽ tiến hành một đợt hướng dẫn tuyển quân mới nhằm tăng cường phòng vệ khi đi qua vùng biên giới. Theo đó, các chiến binh sẽ được đào tạo từ những bài học cơ bản như tránh thể hiện với ánh mắt căng thẳng, bắt tay, thở gấp, da mồ hôi lạnh và thiếu giao tiếp bằng mắt. Đây là những biểu hiện trạng thái căng thẳng. Sẽ có những trạm gác dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy quan sát xung quanh và nếu phát hiện ra những khoảng trống thì chạy thật nhanh vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Bão tuyết kéo dài 2 tuần liên tiếp khiến cuộc sống người dân miền đông nước Mỹ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hoạt động ở đây gần như bị tê liệt sau khi những cơn bão tuyết dữ dội liên tục tràn về. Trước tình trạng này, thì các nhà chức trách tại đây đã phải huy động người dân tham gia dọn tuyết để khắc phục tình trạng sớm nhất có thể. Tại bang Massachusetts, tất cả mọi vật bị bao phủ bởi màu tuyết trắng xóa. Tuyết rơi dày hơn 2 mét làm tê liệt mọi hoạt động, khiến cho hàng nghìn các loại phương tiện bị mắc kẹt trong tuyết. Một số tuyến đường chính hiện vẫn không thể di chuyển được, gây nhiều bất cập cho người dân nơi đây. Hiện người dân đang phải cố gắng dọn đường để có thể sớm quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Hàng chục xe kéo, xe tải đã được huy động để tham gia dọn tuyết. Hơn 500 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã được huy động tới hỗ trợ người dân đối phó với tuyết. Nhiều trường học đã phải đóng cửa, nhiều hoạt động của các thành phố từ miền Tây tới miền Nam nước Mỹ đều đình trệ do ảnh hưởng của cơn bão tuyết. Ngày 10 tháng 2, hai gia đình Pháp đã nhận được khoản bồi thường 2,13 triệu đô la Mỹ do bị trao nhầm con tại bệnh viện hơn 20 năm trước. Điều gây ngạc nhiên là sự thật này đã được xác minh cách đây 10 năm thông qua các xét nghiệm ADN, nhưng các cô gái vẫn tiếp tục sống cùng với gia đình nhầm của mình. Vụ trao nhầm con xảy ra vào ngày 4 tháng 7 năm 1994 khi chị Sophie Serrano sinh con gái tên là Manon tại một bệnh viện ở thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp. Em bé bị vàng da nên các bác sĩ đưa vào lồng ấp để trú đèn. Trong lồng ấp còn có một bé gái sơ sinh khác. Một y tá trực sau đó đã trao nhầm hai bé cho hai bà mẹ. 10 năm sau, cha Manon phát hiện con gái không giống mình thì có màu da sậm hơn và anh quyết định xét nghiệm kiểm tra. Kết quả cho thấy Manon không phải là con ruột của hai vợ chồng. Họ đã đi tìm con và kiện bệnh viện bồi thường. Hôm qua 10 tháng 2, tòa án ra phán quyết buộc bệnh viện bồi thường cho hai gia đình khoảng 2,13 triệu đô la Mỹ, thấp hơn 6 lần mức mà hai gia đình yêu cầu. Tiền không phải là vấn đề lớn, nó không thay đổi được cái gì cả. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không muốn tình trạng này tái diễn ở các bệnh viện. Họ phải có trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Vợ chồng Sophie sau đó đã tìm cách liên lạc với gia đình đã nhận con ruột của mình và hai gia đình đã được gặp lại con đẻ lúc các bé 10 tuổi. Điều đặc biệt là cả hai gia đình đều không có ý định đổi lại con ruột của mình. Từ đó đến nay, họ cũng không liên lạc hay gặp lại nhau. Ít nhất 2 người chết và 65 người bị thương, trong đó có 2 người Việt Nam, trong vụ đâm xe liên hoàn trên một cây cầu gần sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào sáng ngày hôm nay. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất. Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 34 phút sáng nay liên quan đến khoảng 100 xe hơi.
Tổng cộng có 65 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Với 7 người trong số này được thông báo là trong tình trạng nghiêm trọng. Các nhân viên cứu hỏa cho biết một trong hai nạn nhân người Việt đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ danh tính của hai người này. Tầm nhìn rất hạn chế, thậm chí tôi chỉ lái với tốc độ khoảng 20-30 km thôi, nhưng xe tôi vẫn bị thúc từ đằng sau. Ngay sau tai nạn, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã phong tỏa toàn bộ phần cầu ở phía Seoul. Giải phân cách giữa hai làn đường cũng đã được dỡ bỏ để các xe cứu thương và xe kéo có thể ra vào thuận tiện nhất. Cơ quan chức năng đã điều ít nhất 4 lượt trực thăng tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do sương mù từ dưới mặt biển bốc lên ngày càng dày đặc nên đã làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác cứu hộ đang diễn ra. Hiện các nhà chức trách cũng đang điều tra nguyên nhân tai nạn, nhưng theo thông tin ban đầu thì một xe buýt đã đâm phải một xe hơi chạy phía trước trong điều kiện sương mù và vụ va chạm đã kéo theo hàng loạt cú đâm xe dây chuyền. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.